Như vậy thì cái giải phẫu và cái sinh lý bệnh nó rất là quan trọng để khi mình siêu âm là mình biết đi tìm cái gì. À, bây giờ mình vô. Như vậy sau cái phần giải phẫu mình đi vô cái quy trình siêu âm khớp vai. Cái đầu tiên mà nó cũng rất là quan trọng, tức là mình phải có đồ chơi cho nó phù hợp. Tức là bệnh nhân, cái này là ghế cho bệnh nhân ngồi chứ không phải là bác sĩ ngồi. Ở trong bệnh viện tôi thì mỗi lần tôi làm á thì cái ghế của bác sĩ ngồi á nó cũng gần gần giống như cái ghế này. Nhưng mà do tôi cao quá cho nên tôi cho bệnh nhân ngồi và tôi thường đứng làm chứ tôi không có ngồi nữa. Bởi vì nếu mà tôi ngồi thì sẽ không có làm được. À, thì tùy theo thôi. Và thông thường tôi cho bệnh nhân ngồi còn tôi đứng. Rồi, bệnh nhân lý tưởng là ngồi trên ghế xoay, không có tay vịn. Cái ghế xoay như này giống như là ghế xoay này giống như trong các quán bar các anh chị ha. À, tôi thì chẳng có bao giờ đi bar hết nhưng mà tôi biết trong quán bar là nó có ghế xoay kiểu này. À, điều này mình làm cho bệnh nhân xoay tròn ở trên cái ghế này nè, như vậy là mình rất là dễ khảo sát. Và bây giờ đầu tiên á, là bước một là mình coi cái đầu dài gân cơ nhị độc. Đó, cái tư thế bệnh nhân, mỗi cái khảo sát là bệnh nhân có tư thế khác nhau. Bệnh nhân để cái tay cái này nó gọi là tư thế trung gian. À, cái cánh tay với cái cẳng tay nó vuông góc với nhau, lòng bàn tay ngửa và tốt nhất là để bàn tay bệnh nhân đặt cái lòng bàn tay ở trên cái đùi bệnh nhân á, như vậy thì bệnh nhân không có rung, phải không? Mà mình cũng dễ làm nữa. Mình thực hiện cái lát cắt ngang. Đó, mình cắt ngang như vậy là ngang qua đây dây chằng ngang cánh tay nè, phải không? Và phía dưới nó là cái gân kia nhị độc, đó là lát cắt ngang. Đó. Ở đây là một cái hình giải phẫu, đó không? Và đây là cái hình mà mình tưởng tượng lát cắt đây. Và đây là cái hình siêu âm thực tế mình làm. Thì đây là cái máng và cái gân cơ nhị đầu nó nằm trong đây và cái đường hồi âm dày nó băng ngang đây chính là cái dây chằng ngang của cái cánh tay. Đó, nó có nhiệm vụ nó giữ cái gân cơ nhị đầu không có bị trật ra. Đó, thì đây là trường hợp bình thường. Thì nên nhớ rằng là khi mình lúc lắc đầu dò có lúc nó không có vuông góc thì lúc đó nó sẽ tối đen, điều đó không có nghĩa là nó bị đứt. Đúng không? Cái này sẽ có cái phần mà hiện tượng mất định hướng là có nói rồi, cái bài hôm trước mình có nói rồi. Đó, như vậy là mình cắt ngang gân kia gì đầu. Thì sau như vậy thì thực tế là ở trên nó là cái dây chằng ngang và ở bên hông của nó còn có coraco humeral, tức là dây chằng quạ cánh tay. Thì cái này là cái dây chằng quạ cánh tay, đến cái phần sau mình sẽ học kỹ. Đó, nó nằm phía trong này. Rồi. Và như vậy thì nhờ đó mình có thể phát hiện cái lát cắt ngang này, nó chẩn đoán rất là tốt. Thì đây là một trường hợp gân cơ nhị đầu bình thường, mình trượt đầu dò lên xuống thì cái gân cơ nhị đầu nó nằm ở trong cái máng gân cơ nhị đầu, không có vấn đề gì hết. Còn khi mà nó bị rách, ví dụ như bị rách cái gân cơ dưới vai thì cái gân cơ nhị đầu này nó có thể trật ra ngoài cái máng vô phía trong. Thì đây là một cái trường hợp bán trật, các anh chị thấy là mình đi lên đi xuống thì mình thấy rằng là cái gân cơ nhị đầu này nó không có nằm ở trong cái máng đó mà nó lệch vào phía trong đó, cái gì thấy đây đó, cái máng đây đó, nó lệch vào phía trong để đến trường hợp bán trật gân cơ nhị đầu vào phía trong. Rồi, đây là một cái gân cơ nhị đầu bình thường, thấy không, nó nằm ở trong cái máng đó. Và trường hợp này thì cái gì thấy rằng là nó đứt gân cơ nhị đầu, tức là nó empty, tức là cái trong cái máng này nó không có gân cơ nhị đầu này nữa, mà cái đây không phải là hiện tượng mất định hướng, thấy không? Đó, và nó tối đen ở trong đây này, tức là nó đứt hoàn toàn cái gân cơ nhị đầu. Và lưu ý một điều là cái vỏ xương ở chỗ này nó không có đều. Đó, và chính những cái vỏ xương không đều này nó làm đứt cái gân cơ, thấy chưa? Rồi, đây là một trường hợp đứt gân cơ nhị đầu. Thì về mặt lâm sàng á thì rất là dễ biết. Tức là người ta không có gồng mà người ta có nổi con chuột. Đó, thì điều đó có nghĩa là do nó đứt cái gân cơ này thì cái cơ nhị đầu này nó dồn lại một cục như thế này nè. À, người ta không có gồng đó, cái này không phải người ta gồng mà nổi cục đâu, mà do đứt gân cơ, nó gọi là Popliteal sign. À, như vậy là biết là bị đứt gân cơ nhị đầu. Đây là hình ảnh siêu âm của nó. Rồi, lát cắt dọc gân cơ nhị đầu thì từ lát cắt ngang mình xoay đầu dò vuông góc, mình sẽ thực hiện lát cắt gạt dọc. Thì đây là lát cắt dọc bình thường. À, rồi, và đây là cái gì thấy gân cơ nhị đầu, thấy không? Trên một cái dòng máy Sequire, cái gì thấy đây là các lát dọc của nó rất là đẹp. Rồi, bây giờ mình nói về cái gân cơ dưới vai. Từ cái gân cơ nhị đầu thì bây giờ cái
cánh tay nó ở tư thế trung gian. Bây giờ mình cho bệnh nhân xoay ngoài, cái lòng bàn tay vẫn ngửa, nhưng mà yêu cầu bệnh nhân xoay ngoài cái cánh tay để mình cắt cái gân cơ dưới vai. Tại vì khi mà bệnh nhân xoay ngoài như vậy thì mình sẽ coi tối đa được cái gân cơ dưới vai. Như vậy thì cái đây là lát cắt dọc, rồi từ lát cắt dọc mình mới xoay ngang, và đây là lát cắt ngang. Thì đây là cái lúc bình thường, thì mình thấy đây là cái gân cơ nhì đầu và đây là gân cơ dưới vai đây. Và khi mà bệnh nhân xoay ngoài thì mình sẽ thấy được hình ảnh này. Bây giờ mình coi hình ảnh đầu để xem. Đó. Các anh chị thấy rằng là khi bệnh nhân xoay ngoài, cái đây là cái các anh chị mới thoáng thấy cái gân cơ nhì đầu đó đằng này. Thì khi bệnh nhân xoay ngoài như vậy thì cái gân cơ dưới vai nó bộc lộ ra rất rõ. Như vậy là cái mục đích mình cho như vậy, đây là một khảo sát động, và như vậy thì mình sẽ đánh giá được cái sự toàn vẹn của gân cơ dưới vai. Đó. Và đây là cái lát cắt theo cái trục của gân cơ dưới vai, tức là lát cắt theo trục dọc, rồi sau đó mình chuyển đầu dò. Như vậy thì lát cắt này thì mình thấy rằng là đây là cái gân cơ và cơ dưới vai đó, và cái bao hoàng dịch đây phía trên nó là cái cơ delta đó. Rồi sau đó mình xoay đầu dò vuông góc thì mình sẽ thấy được cái cắt ngang của cái gân cơ dưới vai. Và cái mà mình lưu ý là theo cái sinh lý bệnh là mình lưu ý cái phần trên của nó. Cái phần trên là cái phần hay bị rách, đúng không? Đó, khảo sát đặc biệt cái phần trên. Cái biceps tendon nó ở phía trên đây. Tiếp đến là, và cái vùng hay tổn thương là cái vùng này. Đó. Rồi, bây giờ mình đến, tiếp đến là mới đến cái gân cơ trên gai. Như vậy là đầu tiên là đầu dài gân nhì đầu, tức là cái cánh tay bệnh nhân tư thế trung gian. Tiếp bước thứ hai là gân cơ dưới vai, tức là mình cho với từ cái thế trung gian đó mình cho bệnh nhân xoay ngoài cánh tay, mình coi gân cơ dưới vai. Rồi bây giờ mình đến gân cơ trên gai, đây là gân cơ quan trọng nhất. Thì cái tư thế đầu tiên thì gọi là tư thế grab, tức là cổ điển nhất gọi là tư thế grab, tức là người ta vòng cái cánh tay ra sau như thế này đó. Nhưng cái tư thế này hơi khó chịu, nhất là bệnh nhân bị đau. Thì cái tư thế dễ chịu hơn gọi là tư thế grab cải biên, tức là thay vì đưa cánh tay ra như vậy thì mình bảo bệnh nhân thọt túi quần sau đó mà không có túi quần thì chống vào cái mông sau cũng được, đúng không? Cái tư thế này dễ chịu hơn, thì thông thường tôi hay làm theo tư thế này, gọi là tư thế grab cải biên đó. Cái tư thế này bệnh nhân sẽ dễ chịu hơn. Rồi cái mục đích này là làm cho cái nhìn được tối đa cái gân cơ trên gai nó bộc lộ ra rõ nhất. Rồi bây giờ mình lại trở về giải phẫu. Như vậy thì nó có bốn cái mốc mà mình hết sức lưu ý. Đây là acromion, tức là cái mỏm cùng vai nó lồi lên một cục như thế này. Tất nhiên là cái người ốm ốm thì dễ rờ hơn, mình rờ mình thấy được cái cục này, cái cùng vai và cái xương đòn đây đó, nó thành cái AC zone là ngay chỗ này. Còn cái phía trước này mình rờ thấy một cục, đó là cái mỏm quạt đó. Còn cái chỗ mà mình thấy rờ một cục ở phía trước cái cánh tay này, đây là cái mẫu đục lớn. Thì cái vùng này nó gọi là critical zone, tức cái vùng mà rất là nguy hiểm, gọi là cái vùng nguy hiểm cần lưu ý. Mình phải khảo sát. Rồi, như vậy là cái vùng này là cái vùng mà để khảo sát cái chóp xoay nó bị rách. Đó là cái vùng này. Rồi, như vậy thì khi mà mình đặt cái đầu dò như vậy á, thì mình theo trục của cái gân cơ trên gai. Đó, đây là cái gân cơ trên gai, mình nhìn trên cái hình X-quang mình tưởng tượng nó như vậy, đúng không? Cái này là bệnh nhân ở tư thế grab. Đó, như vậy thì một lần nữa mình nhắc lại là cái gân cơ trên gai nó đi chéo như thế này, chứ không phải là một mặt cắt ngang đâu. Nó theo cái hướng trước sau nó khoảng chừng 45 độ và sau đó mình thực hiện nó cắt ngang đó. Rồi, bây giờ mình coi. Như vậy đây là cái tư thế grab này, mình đưa cái đầu dò vô. Đó, và cái nhìn thấy rằng là từ cái lưu ý nha, mình theo cái trục dọc của gân cơ nhì đầu trước mình xoay ra sau, thì mình tinh tiến đầu dò ra phía sau thì mình khảo sát được cái gân cơ trên gai. Đó, cái gì coi lại cái clip này. Đó, rồi mình đặt như vậy là cái vị trí đặt nó xéo như thế này, đúng không? Đặt cái đầu dò theo trục của gân cơ nhì đầu nè, rồi tinh tiến ra phía sau thì mình sẽ lấy được cái gân cơ trên gai. Đó,
Rồi sau khi lấy cái trục dọc gân cơ trên gai, mình xoay đầu dò vuông góc lại để mình lấy cái lát cắt ngang của gân cơ trên gai. Như vậy là ngang và dọc là theo cái trục giải phẫu của cái cấu trúc đó. Anh nhỉ không? Đây là lát đó, đây một cái clip khác cho mình xem. Mình như vậy là đặt theo cái trục dọc. À, tư thế này tư thế crab và sau đó mình xoay qua trục ngang. Cái gì ha? Đó. Từ trục dọc mình xoay qua trục ngang. Dạ. Và như vậy là đây là lá cắt theo trục dọc. Thì đây là cái chỗ bám của gân cơ trên gai và đây là cái vùng dễ bị tổn thương nhất của gân cơ trên gai là cái vùng này. Đó. À, nhắc lại, như vậy đây là cái phần mà hồi âm kém, đây là cái sụn khớp, cái sụn của xương, tức là nó ngay cái chõm xương cánh tay thì nó có cái lớp sụn mà lúc này mình thấy cái giải phẫu mình biết đó, và tức là trên siêu âm này nó có hồi âm kém gần như trống, và tiếp đến là cái gân cơ, thì gân cơ đây gân cơ trên gai và trên cùng là cái cơ delta. Thì bình thường á cái gân cơ trên gai này hồi âm nó hơi dày so với cái cơ delta phía trên, đó là người bình thường. Đó. Thì cái đây nhắc lại, đây là mổ đục lớn và nó bám như thế này, đây là cái sụp. Rồi thì cái cách làm á đúng chuẩn theo để cắt theo trục dọc, và cái trục dọc của gân cơ trên gai là lát cắt quan trọng nhất. Thì nhắc lại là người ta thấy theo trục dọc của gân cơ nhị đầu trước, rồi từ đây không? Thì đây là chính là gân cơ nhị đầu và thấy thấp thoáng cái gân cơ trên gai đẹp. Rồi mình tịnh tiến đầu dò ra phía sau, thấy không? Tịnh tiến song song thì lúc đó mình lấy được cái gân cơ trên gai. Và khi lấy được gân cơ trên gai rồi, mình nhớ là nó có hiện tượng mất đẳng hướng thì mình phải lại di chuyển đầu dò nữa. Đó, làm sao cho cái chùm tia nó vuông góc với những cái sợi gân để cho nó mất hiện tượng mất đẳng hướng. Đó, cái gì thấy? Đó, đây là cái gân cơ nhị đầu theo lát cắt dọc nè. Đó, rồi mình tịnh tiến ra phía sau. À, cái gì coi, đây nè. Đó, gân cơ nhị đầu. Đó, đầu dài gân cơ nhị đầu theo lát cắt dọc, tịnh tiến đầu dài ra phía sau. Thì mình có, đây là cái gân cơ trên gai, đây là cái chỗ bám của nó. Và cái mặt xương, cái mấu rộng lớn chỗ này nó rất là trơn tru, nó không có gai, nó không có lồi lõm, và đó là một cái tín hiệu tốt. Và cái hồi âm của gân cơ này nó dày hơn cái cơ delta phía trên. Như vậy đó là hình ảnh hoàn toàn bình thường. Rồi, trên lá cắt ngang á, thì mình nên nhớ là đây là cái khoang xoay, tức là rotator interval đây. Còn cái gân cơ trên gai và gân cơ dưới gai là nó hòa vào nhau, tức là nó có một cái chỗ giao nhau là chung giữa cái trên gai và dưới gai là như vậy. Thì trên cái hình siêu âm á, thì thông thường á, người ta quy ước á, là từ tính từ gân cơ nhị đầu ra phía sau khoảng chừng 1.5 cm là thuộc về gân cơ trên gai và sau đó là gân cơ dưới gai. Đó. Còn nếu mà mình làm siêu âm á, mình để ý là giữa trên gai và dưới gai á, trên một lá cắt nó sẽ có hiện tượng mất đẳng hướng. Ví dụ như với cái hình ảnh này thì mình hình dung ra là cái vùng hồi âm dày này đó là cái trên gai, và cái vùng hồi âm kém hơn phía đâu đây là gân cơ dưới gai, đó là do hiện tượng mất đẳng hướng giữa cái trên gai và dưới gai. Vậy tức là nó vuông góc với cái trên gai thì nó không vuông góc với cái gân cơ dưới gai. Đó. Rồi nó còn có một cái khái niệm nữa là rotator, nó gọi là cáp. Cáp tức là cái sợi, là một cái sợi cáp đó. À, thì trong cái gân cơ trên gai này nó có một cái cấu trúc, cái này gọi là cáp. À, thì cái là dịch ra là bó sợi trục. À, thì thường là nó nằm ở cái bờ trước, nó nằm ở cái bờ trước của gân cơ trên gai. Và cái hướng đi của nó như thế này. Đó, thì trên siêu âm mình có thể thấy được nó. Thì cái nhìn thấy là bây giờ mình cắt ra thì mình thấy cái phần mà bó sợi tròn á, là cái mũi tên lớn là cái nó nói cái bó sợi tròn. Đó. Rồi bây giờ mình coi đây là cái hình ảnh của cái gân cơ trên gai ở một cái bệnh nhân khác. Các chị thấy khi mà mình di chuyển đầu dò đó, mình thấy thoáng thấy đây là cái cáp này. Đó. Là cái phần mà dưới và phía trước đây nè. Đó, nó gần như tách biệt với cái đó, thì cái cấu trúc của nó đi song song. Đó, là nó nằm ở trong, và cái đó là nó chịu lực rất là nhiều, nó nằm ở phía trước của cái gân cơ trên gai. Đó. Như vậy thì sau cái đây là một trường hợp mà mình làm theo cái tư thế crack cải biên,
Không? Và như vậy thì mình sẽ coi rất là rõ. Và nhắc lại cái bờ trên của cái gân cơ trên gai thông thường là nó hơi phồng lên một chút, như vậy là bình thường. Rồi. Nó có một cái lưu ý, tức là khi mình làm siêu âm thì nếu mà mình thấy trường hợp là cái gân cơ trên gai nó tối mà không phải do hiện tượng mất đẳng hướng thì mình lưu ý đây là một cái bệnh lý mà nó không liên quan gì đến khớp cả, mà đây là bệnh nhân tiểu đường. Thì các anh chị thấy là người đây là cái người mà đây là một cái siêu âm của cái người 35 tuổi béo phì nhưng mà không có tiểu đường. Mình thấy rằng là hồi âm của gân cơ trên gai này nó dày hơn cái cơ delta. Còn cái trường hợp này bệnh nhân bị tiểu đường tiếp 2, 66 tuổi, thì mình thấy là hồi âm của cái cơ delta này nó dày hơn hồi âm của gân cơ trên gai. Cái này gân cơ trên gai này không có bệnh lý, nhưng mà do tiểu đường nó làm cho hồi âm của cái cơ này nó dày hơn. Cho nên lúc đó tương quan mình thấy là cái gân cơ delta, cái cơ delta nó trở nên dày và cái cơ gân cơ trên gai này nó hồi âm kém. Cái hình ảnh mà hồi âm dày của cơ đó là không chỉ riêng cơ delta đâu. Ví dụ như là mình làm siêu âm bắp chân á, mình thấy cái cơ vùng bắp chân mà nó hồi âm dày đó thì mình nên nghĩ là bệnh nhân bị tiểu đường. À. Rồi, như vậy là mình đã qua cái tư thế, tôi nhắc lại, tư thế đầu tiên gân cơ nhì đầu là cánh tay trung gian. Cái gân cơ dưới vai là cánh tay trung gian và xoay ngoài. Gân cơ trên gai là quan trọng nhất, thì lúc đó mình dùng cái tư thế grab, tức là cái cánh tay nó vòng ra sau, hoặc là cái tay bệnh nhân đút túi quần sau, đó là gân cơ trên gai. Và cuối cùng cái bước tiếp đến là cái bước thứ tư là cái khớp cùng đòn. Cái khớp cùng đòn thì mình có ngoài cùng là acromion, ở trong là clavicula, thì mình để theo trục của cái khớp cùng đòn, trục của xương đòn, đây cái xương đòn đây, thấy không? Thì mình coi cái khớp cùng đòn. Đó, mình cắt ngang và cắt dọc cái khớp cùng đòn. Rồi, tiếp đến là mình đánh bước thứ năm là đánh giá động cho chẹn khớp vai. Đánh giá động cho chẹn khớp vai thì lúc đó cái cánh tay bệnh nhân trở về tư thế trung gian, tức là để cắt cái gân cơ nhì đầu như lúc nãy đó, trở về tư thế trung gian. Và lúc này á là cái đầu dò mình đặt theo lá cắt corono theo mặt phẳng cơ thể. Đây, đặt phía trên của cái gân cơ trên gai. Đó, và sau đó mình cho bệnh nhân dạng ngoài. Tư thế trung gian là bệnh nhân dạng ngoài như thế này, cánh tay. Thì lúc đó mình coi cái gân cơ trên gai này nó chui phía dưới cái acromion, tức là dưới cái acromion, là dưới cái mỏm cùng vai. Đó. Thì đây là cái gân cơ trên gai và đây là cái acromion, cái mỏm cùng vai, thấy không? Đó, mình khi mà cánh tay nó dạng ra như vậy thì cái gân cơ nó chui vô phía dưới mỏm cùng vai. Rồi bây giờ mình coi người ta đánh giá động nha. Tức là cái cánh tay nó ở tư thế trung gian và mình cho bệnh nhân tự động và bệnh nhân dạng ngoài, hoặc là mình trợ giúp bệnh nhân, tức là mình dùng tay của mình cho cái cánh tay nó dạng ra. Thì lúc đó là cái gân cơ trên gai này nó đi vô trong, nó đi vô trong, nó chui phía dưới mỏm cùng vai. Đó, cái gì coi lại đây, mình đánh giá động khớp vai, nó chui vô như vậy. Đó. Bình thường thì nó không có gì cản trở hết, thì mình nói là bệnh nhân không có chèn khớp vai, mình coi cái hình phía dưới này, đó, khi nó chui vô, đó, nó chui vô như vậy. Rồi, ở đây một cái hình ảnh khác, cái gì coi bệnh nhân người ta đánh giá. Đó, mình cho cái này là mình trợ giúp người ta, thấy không? À, dạng cánh tay ra để coi cái chẹn khớp vai. Rồi, đó, đây là bệnh nhân tự động làm. Nếu mà bệnh nhân tự động làm thì mình nói bệnh nhân làm, rồi mình là siêu âm khảo sát. Rồi, đó, đây là một trường hợp mà mình cho bệnh nhân, cái này bệnh nhân tự làm. Là khi bệnh nhân dạng thì nó, đây là cái acromion này, và cái gân cơ trên gai nó chui vô, đây là trường hợp bình thường. À. Rồi, bước thứ sáu là mình đánh giá cơ dưới gai, gân cơ tròn bé và viền ổ chảo phía sau. Thì thực ra cái viền ổ chảo phía sau á, về cái ổ chảo á, thì mình nên dùng những cái phương tiện khác, cộng hưởng từ, có tiêm thuốc tương phản này nọ. Còn chủ yếu là mình coi về cái gân cơ thì mình dùng siêu âm. Thì như vậy thì mình coi chủ yếu là gân cơ dưới gai và gân cơ tròn bé phía sau, thứ sáu. Thì để làm cái gân cơ này thì lúc này cái
cái tay á nó áp vô ngực ở bên phía đối diện đó, cái tay bệnh nhân, ví dụ coi cái này, đây là cái vị trí mình đặt đầu giò nè, thì cái tay phía trước nó áp như này, còn tôi thì thông thường á là tôi cho cái gánh tay này nó khoác lên trên vai luôn, bệnh nhân dễ chịu hơn. Thì mục đích á là làm cho cái gân cơ dưới gai nó mở ra tối đa để mà làm, cho nên thông thường tôi cho khoác tay lên đây luôn. Ở cách làm là như vậy. Thì mình sẽ có, đây là gân cơ dưới gai, gân cơ tròn bé, thấy không? Thì mình có lờ mờ để mình thấy được cái gai sống nè, thấy chưa? Rồi bây giờ mình cho bệnh nhân làm, thì với khoác tay lên như vậy thì lúc đó mình có, đây là cái gân cơ dưới gai, phía dưới là gân cơ tròn bé. Thì cái bệnh lý gân cơ dưới gai và tròn bé thường ít bị, thông thường nó rách trên gai và nó lan ra phía trước nhiều hơn phía sau. Cho nên cái này chỉ khi nào mà nó rách cái gân cơ trên gai nhiều thì lúc đó mình phải chú ý đến cái gân cơ dưới gai này. Đó, đây là một trường hợp khác. Đó, như vậy là cái delta, cái cơ delta phía ngoài đếm đếm là gân cơ dưới gai, và đây là cái viền hội chảo. Đó, để sau đó mình thực hiện lát cắt ngang. Thì với một cấu trúc mình luôn luôn thực hiện lát cắt dọc và lát cắt ngang của nó. Rồi, bây giờ nếu mà bệnh nhân đứt gân cơ trên gai mà đứt hoàn toàn thì mình phải đánh giá thêm cái là teo cơ trên gai. Teo cơ trên gai thì mình thực hiện lát cắt như thế nào? Mình đặt cái đầu giò trên lát cắt sagittal so với cái trục cơ thể. Đó, mình cắt vuông như thế này. Ở trên là cơ gọi là cơ vuông, cái trapezius là cái ở phía trên, và phía dưới là cái supraspinatus, đây là cái cơ trên gai. Thì mình coi bình thường á, cái cơ nó có hồi âm kém, và khi mà nó bị đứt gân cơ thì nó sẽ thoái hóa mỡ và nó có hồi âm dài. Đó, người ta chia ra theo Boutalier thì người ta mới chia ra độ không á, là không có teo cơ, tức là cái cơ trên gai này nó có hồi âm kém. Cái độ 1 á, thì nó bắt đầu có những cái vùng thoái hóa mỡ, tức là vài vùng nó hồi âm dài do thoái hóa mỡ. Còn cái độ 2 á, là cái vùng hồi âm dài nó vẫn ít hơn cái vùng hồi âm kém. Cái độ 3 á, là vùng hồi âm dài và vùng hồi âm kém bằng nhau. Và cái độ 4 á, là vùng hồi âm dài nó nhiều hơn vùng hồi âm kém. Tức là cụ thể mình có, đây là cái độ 1 là nó có một vài vùng nó hồi âm hơi dài thôi, tức là nó đứt nhưng mà nó chủ yếu vẫn là hồi âm kém. Cái độ 2 á, là cái hồi âm kém này nó nhiều hơn cái hồi âm dài. Và cái độ 3 đó là cái hồi âm dài, tức là thoái hóa mỡ, nhiều hơn hồi âm kém. Và độ 4 là gần như là nó thoái hóa mỡ hết ha.